Hôm nay, Kế toán Việt Hưng chia sẻ bài giảng về các bước thực hiện kế toán tài sản cố định trên phần mềm MISA Online từ A đến Z cùng giáo viên Cao Lam trong buổi dạy học 1:1 của trung tâm. Tiếp theo mà sau khi mà em phân bổ công cụ dụng cụ xong nhá, thì em sẽ vào phần mở bảng cân đối tài khoản cho chị nào. Vào bảng cân đối tài khoản. Được. Em phải ghi theo trình tự. Chọn thời gian đi em. Bây giờ này, theo nguyên tắc nhá, kiểm tra số liệu của tài khoản 242 nhá, thì em thấy này, dư nợ của 242 là bằng bao nhiêu? Và ở đây cụ thể là bằng 9, đây, con số này. Đó, 97.525.512 đồng. Thì em cũng sẽ vào một cái báo cáo liên quan ấy của phần công cụ dụng cụ, bằng cách vào báo cáo công cụ dụng cụ này, bảng báo cáo công cụ dụng cụ này, rồi chọn dòng bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ này. Rồi, chọn thời gian đi, 1/1/2023 đến 31/12/2023. Em sẽ vào cái bảng phân bổ công cụ dụng cụ này và em sẽ kiểm tra cái giá trị còn lại ấy. Em thấy chưa? Đó, giá trị còn lại của bảng phân bổ công cụ dụng cụ ấy quay bằng với dư nợ của tài khoản 242 trên bảng cân tài khoản em nhé. Ok chưa? Nguyên tắc như vậy thì mới đúng. Còn nếu mà sai ấy, nếu mà lệch nhau ấy, thì em sẽ phải xóa lại cái phân bổ công cụ dụng cụ và kiểm tra lại quay ngược lại cái nội dung qua ấy, chỉ hướng dẫn đấy. Ok chưa? Còn như thế này là đúng rồi. Cứ làm đủ hai bước mua hàng không qua kho bằng ghi tăng ấy, thì phân bổ ok. Tất nhiên là năm này đúng thì năm sau nó cũng sẽ đúng thôi ấy. Không, nó không thể sai được, đúng không? Như vậy là quy trình khép kín của về phần công cụ dụng cụ em nắm được chưa? Dạ, quy trình em nắm được rồi. Tiếp theo nào, mở cho chị cái bảng cân đối tài khoản ra và chị sẽ đi về phần tài sản cố định. Tài sản cố định hôm nọ chỉ có hai bước rồi. Bước một là mua hàng không qua kho, bước hai là ghi tăng tài sản cố định rồi. Sang sang phần ghi tăng nào đó, lọc nào, lọc để kiểm tra nào. Em bây giờ chỉ nói thế này, với tài sản cố định nhé, thì nó sẽ có cách một, cái tài sản chính là mình vào phân hệ mua hàng không qua kho. Thấy chưa? Đối với tài sản cố định nhá, thì tài sản chính thì mình sẽ vào phân hệ mua hàng không qua kho. Còn các cái chi phí phụ ấy, thì mình sẽ vào chứng từ nghiệp vụ khác ấy, để mình ghi tăng cái giá trị của tài sản lên nhá. Bằng cách bây giờ mình sẽ vào luôn đi, vào mình tổng hợp chứng từ nghiệp vụ khác. Em kiểm tra đã có chưa? Nếu chưa có ấy, thì em sẽ hạch toán nợ tài khoản 2113 có tài khoản liên quan. Mở bảng cân đối tài khoản đó là chị nhìn ra ngay, không phải kiểm tra như thế này đâu. Chị kiểm tra là nhanh chứ. Mở bảng cân đối tài khoản ra. Rồi, đấy. Thì vào phần sổ chi tiết tài khoản thì em thấy là có cái phần dịch vụ này vào rồi đấy, không gì. Ừ, thế thì bây giờ mình đã làm rồi đúng không? Rồi, làm rồi. Bây giờ em vào phân hệ tài sản cố định nào? Bây giờ là ghi tăng tài sản hả chị? Không, em vào phần ghi tăng để chị kiểm tra xem ấy, em đã ghi tăng chưa. Nếu mà chưa có thì bây giờ mình sẽ vào phân hệ tài sản cố định, ghi tăng tài sản cố định nào. Đối với tài sản cố định thì nó không phải như là công cụ dụng cụ ấy, là có cái phân hệ ghi tăng tài sản hàng loạt đâu, mà mình chỉ vào phân hệ ghi tăng thôi nhá. Như vậy bước 1 là em sẽ vào phân hệ mua hàng không qua kho này, rồi vào chứng từ nghiệp vụ khác này. Bước 2 thì vào tài sản cố định này, click vào ghi tăng ở đây này, rồi nhấn thêm ghi tăng đây em này. Thấy chưa? Thêm ghi tăng này. Rồi sau đó thì mình sẽ điền tất cả các cái thông tin liên quan ấy. Đây em nhìn thấy không? Các cái dòng đây này, dòng nhỏ nhỏ này. Thấy không? Nó rất là nhỏ. Cho nên mình không chú ý thì mình đang không nhìn thấy nó ở đâu cả. Thế thì bây giờ mình sẽ có các bước này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bước. Nhưng mình sẽ bỏ qua hai cái bước cuối nhé. Mình sẽ thiết lập thông tin của các cái 4 cái bước đầu tiên trên MISA Online này. Thì bây giờ mình sẽ chọn đầu tiên là nguồn gốc hình thành trước. Tại sao chị lại chọn nguồn gốc hình thành trước? Là vì để chị nhìn xem ấy, là với cái tài sản cố định này, nó bao gồm tài sản cộng với các cái chi phí hình thành ra tài sản ấy. Nó thể hiện luôn cho mình để mình nhìn. Thì em bấm vào nguồn gốc hình thành, sau đó em nhấn vào chọn chứng từ nhé. Sau đó em sẽ chọn tất cả này, bởi vì mình không thể nào chọn nghiệp vụ khác hay là mua hàng không qua kho ấy, mà mình chọn tất cả luôn. Tất cả ở đây là bao gồm phân hệ mua hàng không qua kho và chứng từ nghiệp vụ khác đối với các cái tài sản cố định mà như là xe ô tô đấy. Thế còn các cái tài sản khác như là chỉ có một mình tài sản đó thôi ấy, thì chỉ có một phân hệ là mua hàng không qua kho thôi, chứ không có các cái chứng từ đi kèm ấy, thì mình không vào nghiệp vụ khác. Ở đây mình sẽ chọn cho chị ngày tháng đi. Sau đó em lấy dữ liệu. Trong lấy dữ liệu này thì nó, ví dụ như em có thể, đây là một cái tài sản bao gồm ba cái mục này đúng không nào? Nhưng mà có khi mình nhập hai ba cái tài sản mà mỗi mà tài sản lại có các cái chi phí đính kèm như thế này ấy, thì mình sẽ phải chọn lọc những cái chứng từ nào thuộc cái tài sản mà mình đang ghi tăng.
em nhé. Sau đó anh nhấn đồng ý ở đây. Thì em nhìn thấy tổng giá trị tài sản ở đây là 344.676.364. Và ngày cuối cùng hình thành ra tài sản là ngày 29 tháng 3, 2023. Nhá. Chỉ để sang ngày mùng 1 tháng 4, 2023 để tính khấu hao luôn. Bởi vì có một ngày cuối tháng ấy. Thì thôi, cách thứ nhất là chị để tròn tháng, chị để ngày mùng 1 tháng 4, 2023. Còn cách thứ hai thì chị vẫn để ngày 29 tháng 3, 2023 thì cũng được. Không sao cả. Thì phần mềm cũng sẽ tự tính ra là trong cái tháng 3 đó có 31 ngày. Tức là trong tháng 3 có 31 ngày thì có 3 ngày được khấu hao ấy. Lấy 3 chia cho 31 nhân với giá trị khấu hao của tháng 3 ấy là ra số tiền khấu hao của tháng đầu tiên. Nhá, em hiểu chưa? Nhưng mà vì 29 tháng 3 thì em có thể để ra 1 tháng 4 ấy, em tính khấu hao luôn. Đó, có hai cách. Rồi, thế thì sang phần một nhỏ thông tin khấu hao ở đây. Là bây giờ mình sẽ thiết lập các cái thông tin ấy liên quan. Đâu, em phải sang cho chị phần thông tin khấu hao đây trước này. Thông tin khấu hao thì bây giờ mình sẽ chọn tài khoản này, nguyên giá này. Trong cái phần thông tin khấu hao này, em sẽ chọn những cái mục nào mà có đánh dấu sao ấy. Thứ nhất, số chứng từ ghi tăng phần mềm tự lấy lên kệ nó. Sau này mình kết thúc khóa học mà lên báo cáo tài chính rồi chuẩn bị in sổ sách ấy, chị sẽ dạy em đánh lại số chứng từ cho khóa học nhá. Ngày ghi tăng ở đây là mình sẽ điền lại mùng 1 tháng 4 2023 hoặc là 29 tháng 3 2023 ấy. Đều được. Bây giờ em điền ở đây cho chị là ngày mùng 1 tháng 4 2023 đi. Làm tròn tháng luôn. Đấy là vì là cuối tháng rồi thì chị mới cho làm tròn tháng nha. Chứ còn ví dụ như là nửa tháng thì em chọn phải để trong tháng 3 cho tính khấu hao đấy. Bây giờ đến phần mã tài sản, tên tài sản thì em có thể thiết lập lại TS chấm ô tô, tên tài sản là tài sản ô tô gì đó. Nói chung là ở phân hệ này thì mình thiết lập lại tên là ô tô tải. Thế bây giờ sau đó em sẽ điền là mã tài sản và tên tài sản này, loại tài sản này. Chọn cho chị đây là phương tiện mà đơn vị sử dụng ấy, là thuộc vào đơn vị nào để sử dụng cho tài sản cố định này em nhé. Thì ở đây xe ô tô tải thì chắc chắn là phục vụ cho công trình, thì em sẽ chọn là bộ phận là công trình, đúng chưa? Còn nếu mà mình xe ô tô rồi xe ô tô con ấy thì chọn là bộ phận quản lý. Và cũng giống như ở bên cái phần công cụ dụng cụ, chị cũng có nói ấy, nếu như là bộ phận nào sử dụng thì sẽ tương ứng với tài khoản chi phí ấy liên quan. Nếu bộ phận quản lý thì sẽ là 6424 theo thông tư 200. Còn nếu như bộ phận công trình thì sẽ là 6274 theo thông tư 200. Về phần nguyên giá này mình sẽ căn cứ vào cái chỗ nguồn gốc hình thành này. Thì theo thiết kế của Misa thì phần nguồn gốc hình thành này để sau ấy. Nhưng mà khi làm thì chị hay chọn nguồn gốc hình thành là trước nhá. Rồi lúc đó mới đến thông tin khấu hao. Bây giờ em quay xa đây em điền số tiền này. 344.676.364 đồng ấy. Bây giờ em nhìn thấy cái số tiền chưa? Đấy, lấy số tiền đấy để ghi ra một tờ giấy đi. Nếu mình không nhớ được ấy, khi học thì phải có một quyển sổ cây bút ấy, xong rồi mình ghi những cái số tiền có ghi ra. Em có quyền lực ghi dày. Cái gì nhát thì em vẫn cứ nhát vào đây. Đúng rồi, ok. Cứ phải ghi thôi. Rồi, điền nguyên giá vào. Dạ. Rồi, ok này. Ngày bắt đầu tính khấu hao. Thời gian sử dụng này thì mình sẽ tải phụ lục 1 thông tư 45 ấy. Quy định về thời gian tính khấu hao của tài sản cố định. Chứ không phải là mình muốn tính thời gian bao nhiêu thì tính đâu nhá. Đó, quy định theo phụ lục 1 thông tư 45. Thì em tí nữa học xong em có thể lên trên Google em tải giúp chị cái phụ lục 1 thông tư 45 ra nhá, để em xem. Tuy nhiên là ở phần tài sản cố định này thì không tối thiểu là 5 năm cho đến 10 năm ấy. Thì ở đây chị sẽ chọn trung bình là 6 năm. 6 nhân với 12 ở đây là chị chọn là 72 tháng. Đó, năm này chị chuyển thành tháng, em hiểu chưa? Nghĩa là chị chọn 6 năm. Vậy có thể là em hỏi là tại sao lại chọn 6 năm nhá, đúng không nào? Thì bởi vì thứ nhất là cái giá trị của tài sản của em ấy nó cũng nhỏ. Như chị cũng có nói là ở thời gian này là nó là 5 đến 10 năm hay là 6 đến 50 năm? 6 đến 10 năm đúng không? Phương tiện vận tải là 6 đến 10 năm. Ok này. Vậy mình bám sát vào đây. Theo chị thì em chỉ để mức nhìn nhất thôi. Tại vì cái giá trị tài sản của em ấy nó không lớn. Ví dụ hàng tỷ đồng thì mình hẳn tính là 8 năm ấy. Ở đây như vậy là trong phần mềm chị đang để là 72 tháng ấy, 6 năm nhá. 72 tháng là đúng rồi. Như vậy là mình sẽ tính ra được giá trị khấu hao của một tháng là hơn 4 triệu 7 này này nhá. Và giá trị khấu hao của một năm ấy là 57 triệu. Hao mòn điện tử là bằng 0 bởi vì mình chưa hao mòn.
đúng không? Chắc chắn là bằng không rồi, bởi vì mình đã hao mòn tí nào đâu. Mình vậy bây giờ mình mới đi tăng mà, được chưa? Cho nên dòng hao mòn lũy kế này là bằng không. Rồi giá trị còn lại thì bằng bằng chính nó, vì mình đang ghi tăng mới, được chưa? Phần thiết lập phân bổ này chị sẽ sửa lại là 6274 nhá, được chưa? Nhấn ghi tăng nhá, ok chưa?